Nếu như đó là nam thì chúng ta nói là quyền gió nó liên hệ đến trên anh đó. Nếu đó là nữ thì quyền xin gió nó liên hệ đến trên cô. Cảm ơn em đâu mà tất cả tay đỡ nụ cười đứng lên ngài và lên lên này thắp biến lên lên ngài sẽ đỡ cho chúng ta. Amen. Gió cứ thổi đâu thì thổi nhưng mà xin gió liên hệ thổi đến nơi đây. Amen các bạn. Xin chúng ta hãy xin ngài gió liên hệ sẽ thổi đến nơi đây. Quyền gió nó lên và sau đó chúng ta hãy đặt tay lên người bên cạnh của chúng ta ha. Nếu là nam thì chúng ta nói là xin gió nó lên ngài thổi trên anh. Nếu là cô thì xin gió nó lên ngài thổi trên cô. Xin lỗi sư tử cũng thổi trên cô. Amen. Gió thân linh hãy đến nơi đây, quỳ gió thân linh hãy đến nơi này, quỳ gió thân linh hãy đến trên tôi, quỳ gió thân linh hãy đến cho người. Thứ sáu định hướng về sự tự bắt đầu
Thứ bảy là nguyên tắc những người có âm tứ giống nhau, thu hút nhau. Thứ tám, làm gương về nguyên tắc thu hút. Thứ chín, nguyên tắc kỳ vọng. Và thứ mười là nguyên tắc nói tiếp, tiếp xúc với Chúa. Đây là những cái nguyên tắc mà đang khi chúng ta bước đi ở trong cái vấn đề thi hành chức vụ. Và chúng ta phải hiểu rằng đang khi chúng ta làm bất cứ công việc gì thì cái vấn đề ảnh hưởng là vấn đề tất yếu xảy ra. Chúng ta thấy rằng đang khi trong chức vụ của Phao-lô thì ông luôn luôn dấy lên rất là nhiều chức vụ của việc ra đi công bố âm của Chúa, ra đi truyền giáo. Ông dấy lên nhiều chức vụ sứ đồ giống nhau vậy. Và qua chức vụ của Phao-lô thì chúng ta nhìn thấy được rằng có nhiều con người được gây dựng ở các nơi. Ông đi đâu thì ông có một sự gây dựng ở đó, một sự hỗ trợ ở đó. Và bất cứ một cái hình ảnh nào chúng ta phải hiểu rằng là phương diện là hướng dẫn lãnh đạo, thì chúng ta, người ta sẽ chú ý, người ta sẽ nhìn vào cách sống chúng ta như thế nào. Người ta sẽ xem thử cái mình có cái đời sống cầu nguyện không? Chúng ta có đời sống cầu nguyện không? Và chúng ta có những cái đời sống khác ngoài đời sống cầu nguyện, những gì mà chúng ta chia sẻ, chúng ta có sống thật như vậy không? Người ta sẽ quan sát rất kỹ lưỡng. Một ngày nào ông bố, ông nhìn thấy đứa con của ông đi xỉn qua xỉn lại như vậy, vậy. Ông la, quê, cô thích, đại biểu. Mày đi cái kêu gì vậy? Mày đi mà không đi bình thường, mày đi cũng chỉnh cái gì đó. Con không biết đâu à. Con đi theo cái dấu chơn, không biết ai để cái dấu chơn trên đất, con đi theo rồi. Mới sực nhớ là tối hôm qua con đi xỉn về. Còn trời mưa, thành ra khi mà sáng là cái dấu chơn nó còn y chang. Đứa con nó cũng nhảy theo cái dấu chơn đó, thành ra con dán nó xỉn chết vậy luôn. Vậy thì do giống chơi bố bố chứ phải giống chơi của đứa con, nó đi theo đó, giả bộ đó. Thì chúng ta phải hiểu về cái nguyên tắc, mình là người hướng dẫn, là người lãnh đạo thì dầu vậy nữa người ta bắt đầu hơi giống giống ăn áo mình. Ví dụ như khi tôi ăn phở, tôi có thói quen là ví dụ như ăn phở xong tôi lấy chanh để chùi đũa chùi muỗng, cái thời gian sau tôi thấy mấy người đi theo tôi làm cái chanh. Tôi cũng khóa trước. Rồi tôi mỗi lần buổi sáng là tôi luôn thói quen mà đứa con tôi giờ nó bắt vậy. Buổi sáng là cái ngủ dậy cái là trước khi nó ra xuất hiện cái quỳ gối cầu nguyện cả. Tối về trước khi ngủ cầu nguyện cả. Lần lần tôi thấy là nhiều anh khác họ cũng làm y chang vậy mà tôi đâu có giờ dậy họ là sáng sớm phải cầu nguyện, là tối trước khi đi ngủ phải cầu nguyện. Tôi không có hướng dẫn gì đó. Nhưng mà khi mà mình đến với đang, mình sống với đang thì mình làm như vậy. Dần dần anh em họ thấy cái thói quen nó cũng hay, nó cũng tốt, ở đầu họ tiếp theo. Và như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có thể ảnh hưởng được điều tốt, và dĩ nhiên chúng ta ảnh hưởng được điều xấu. Và như vậy thì cái tư cách, cái việc hướng dẫn của một người lãnh đạo, chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta có những cái nguyên tắc sống cho đời sống của chúng ta, và nguyên tắc của chúng ta nó phải dựa trên nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Và chính lời Đức Trời nó như là một cái thước đo trên đời sống của chúng ta, và nguyên tắc đó để chúng ta có thể bước đi theo và thực thi ở trong chức vụ của mình. Nếu thiếu lời Đức Chúa Trời thì chúng ta giống như là một người lạc ở trong một cái thành phố mà không có bản đồ. Chúng ta nếu thiếu lời Đức Chúa Trời giống một cái biển mà không có cái la bàn. Nếu thiếu lời Đức Chúa Trời giống như một người đi trong rừng mà không thấy được cái mặt trăng, không thấy được cái định hướng ở trên bầu trời. Chúng ta rất là dễ lòng lạc. Nên về phương diện hướng dẫn lãnh đạo thánh thì cho dù chúng ta ở trong nguyên tắc nào nữa thì chúng ta phải hiểu rằng cái nguyên tắc của sự thuận phục, của sự hướng dẫn trong đức tin của chúng ta là điều rất là quan trọng, để rồi từ đó mỗi cá nhân chúng ta xác định được cái ý hướng trong sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Ở trong trang số 45, chính cái hàm ý về những nguyên tắc định hướng cá nhân của chúng ta trong phương diện hướng dẫn lãnh đạo. Thứ nhất, người lãnh đạo cần biết những dấu hiệu của người có lòng ham thích lời Chúa, như Kinh Thánh được đặt dấu đặt để dùng các băng mua vân vân. Rồi người lãnh đạo phải có sẵn các tài liệu học Kinh Thánh và những sách vở khác có thể dùng giúp ích cho những kỹ năng, những thói quen học Kinh Thánh tốt. Thứ ba, người lãnh đạo phải đích thân mời gọi những người lãnh đạo có tiềm năng và cho mượn hoặc cung cấp các tài liệu Kinh Thánh, các nguồn phương tiện cho họ. Thứ tư, người lãnh đạo phải là người biết lắng nghe, biết rõ những người đi theo mình. Nếu muốn biết Kinh Thánh phải học áp dụng thế nào trong đời sống của người lãnh đạo có tiềm năng. Thứ năm, người lãnh đạo cần cung cấp cho những người lãnh đạo có tiềm năng cơ hội thích hợp để thử nghiệm công việc của Chúa qua
qua những thử nghiệm về lòng ngay thẳng, về lời, về sự vâng phục và các quá trình tôi luyện khác gắn với đời sống công bình. Thứ sáu, người lãnh đạo cần làm gương trong đời sống cầu nguyện để chứng tỏ lời cầu xin và sở ứng rõ ràng. Thứ bảy, những người lãnh đạo cần nói cụ thể cách họ nhận được sự chỉ dẫn của nhóm dẫn dắt và khích lệ những người lãnh đạo mới nổi lên tìm kiếm sự chỉ dẫn tương tự chức vụ ban đầu của họ. Thứ tám, lãnh đạo cần phải dấy lên ý thức về nhu cầu, kêu gọi những người lãnh đạo có tiềm năng trước các nhu cầu đó và để tự do cho những người lãnh đạo có tiềm năng này giải quyết các nhu cầu đó. Thứ chín, người lãnh đạo cần phải biết rằng người thường tham gia vào các chương trình tự đề xuất làm thế để sửa lại hiện trạng và thường làm điều đó cách gây tổn thương. Ở trong nguyên tắc của người lãnh đạo hướng dẫn này, chúng ta phải hiểu rằng đối với phương diện lãnh đạo thì ở đây không có gọi là giấu nghề. Ở thế gian khi mà người ta học võ thì người ta luôn luôn giữ lại một ngón để làm gì? Để thành đệ tử mà nó phản, mình đưa cái ngón nghề cuối ra để hạ nó. Tại vì võ tập vậy đó, để dạy luôn luôn giấu một chiêu nào đó, đó là để đệ tử mình nếu có chuyện gì thì mình xử cái chiêu cuối, xử đó. Nhưng mà trong Chúa thì không có như vậy, trong Chúa thì không có giấu nghề. Chúng ta có gì thì chúng ta phải san sẻ hết. Đó là nguyên tắc của nước sự sống. Nguyên tắc của nước sự sống. Ở đây có bao nhiêu người dùng giếng? Trước đây dùng giếng và đang dùng giếng, là giếng nước. Rồi, cảm ơn mọi người. Có bao nhiêu người sử dụng sông ngòi để sử dụng làm nguồn nước của mình? Sông ngòi suối đại khái vậy. À, có một người đấy. Thì nguyên tắc của dòng nước đó là gì? Nó lưu chuyển thì nước nó mới tốt. Quý vị đã dùng giếng rồi, chúng ta biết. Quý vị về đại giếng lại đừng xài. Thử đi. Thử qua một tuần thôi là mở ra có chuyện gì xảy ra là biết liền. Nước nó vàng hay trắng? Vàng thì chuyển vàng đi. Để tháng hết xài luôn thôi luôn. Đúng không? Đừng bao giờ nghĩ là nước không xài nó tốt. Không có đâu. Xài càng nhiều nó càng tốt. Mà nước nó càng ra. Dòng sông dòng suối cũng vậy. Nó tốt là gì? Là do cái dòng nước nó chảy. Nó luôn luôn có những cái nước mới. Và đó lý do tại sao những ao tù nó rất là dơ. Tại nó không luân chuyển. Và cái sự sống của Chúa ban chúng ta cũng vậy. Những ân tứ Chúa cho chúng ta cũng vậy. Mình đừng nghĩ là ôi, Chúa cho mình ân tứ hướng dẫn lãnh đạo như vậy, mình phải thủ, mình phải giữ chứ. Lỡ khi mình trao, mình chuyển cho thế hệ tương lai, cái mốt thời gian mình không lãnh đạo sao? Rồi mình nói không ai nghe, đừng nghĩ vậy. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy là chính cái đầu chúng ta đã loại chúng ta ra khỏi trong chức vụ rồi. Rất là nguy hiểm. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tại vì cái nguyên tắc của sự sống là gì? Chúng ta cho đi thì sự sống nó mới đến được. Giống như dòng sông sự sống vậy đó. Giống như dòng sông vậy đó. Nguyên tắc là nguyên tắc của sự tuôn đổ. Nguyên tắc của sự tuôn đổ. Ở trong cái lời giang đoạn 7 từ câu 35 đến câu 7 cái thánh ghi rằng người nào khác hãy đến cùng ta uống và kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ tuôn chảy từ trong người đó. Tuôn chảy từ trong người đó bung ra. Như vậy thì cái sự sống của chúng ta nhận được từ nơi Chúa thì giá chúng ta lưu xuất ra thì sống nó mới đến được. Có nhiều người vậy, có nhiều người Chúa dạy bài học này. Chà, mình không dám dạy, mình để dành tới Chủ nhật mình giảng. Chứ lỡ khi mình giảng ra trong ngày khi ngang cầu nguyện cái Chủ nhật lấy gì mình giảng. Và mình nghĩ như vậy là tới Chủ nhật mình tác bài luôn, không có gì để ra. Nhưng mà mình khi mà Chúa dạy mình cái gì thì mình công bố ra cái đó. Thì Chúa dạy tiếp không? Chúa lại dạy tiếp. Chúa lại dạy tiếp, Chúa lại cho mình những cái sự hướng dẫn mới, những bài học mới từ lời Chúa. Có nhiều người nói, cứ dạy cái của thằng đi vậy. Để dành cho Chủ nhật mình giảng. Trong buổi chiến ngang cầu nguyện này chẳng là uống mất. Mặc dù mình đang cầu nguyện, Chúa đang hướng dẫn mình. Cái đó là chúng ta, chính chúng ta, hại chúng ta. Về cái phương diện nguyên tắc, lưu truyền sự sống. Đó là chúng ta nhận được cái gì? Công bố ra rồi. Nhận được cái gì? Công bố rồi đó. Và liên tục chúng ta hướng dẫn một cái thế hệ bước đi ở trong đường lối kính sợ Chúa. Và khi như vậy chúng ta công bố như vậy thì chúng ta sẽ định hướng được chính đời sống chúng ta một cách ổn định trong sự hòa bình Chúa. Tại sao? Vì chúng ta tiếp tục được nâng đỡ, tiếp tục được nâng cao hơn trong đời sống chức vụ của mình. Nó không hạn chế, nó giống như là cái người mà chôn ta lên vậy đó. Cái người ta chôn, nghĩ rằng chôn thì không mất, chôn nó còn. Còn nếu mà lỡ khi mình đang làm cái gì cái nó lỗ thì sao nó mất luôn sao? Và khi cái người ta nghĩ như vậy thì chính người ta giết vậy đó. Và những khả năng và những ta lên, đặc biệt là trong cái khả năng mà hướng dẫn, lãnh đạo, đó là một trong những khả năng mà Đức Chúa Trời đã tạo. Amen không? Amen không? À, có nhiều người chính quyền gặp tôi hỏi sao tôi vô làng tôi nói hả? Không ai hả? Mấy ông
sóc nhớ tới đồng ông có suy nghĩ vậy chính quyền tới á biểu hợp nhắc lại có hai vụ hợp ở mấy ông lên cái sao nó nhớ cái còn tới đồng nó mấy ông sao nói ra nghe chính quyền nói sao mới nghe chính là học thấy điều đó và có người nói tôi như vậy thì trong cái sóc đó là chúng tôi mất chính quyền họ còn nói vậy cái chỗ đó là chúng tôi mất chính quyền chúng tôi đã mất hay không là do cái ông chứ tôi đâu có biết gì đâu à. Và chúng tôi phải hiểu rằng tự nhiên không phải tự nhiên mà dân sự Chúa hiện như lại ngay chúng ta giảng không phải là do chúng ta học thức cao hơn không phải như vậy đâu hay chúng ta có gì giỏi hơn họ đâu không cái đó gọi ân điển của Chúa cho đời sống chúng ta và chúng ta phải tuân thủ một nguyên tắc đó là nguyên tắc của sự tuôn đổ của sự sống đừng bao giờ giữ cho mình đừng bao giờ giữ cho mình và liên tục đang khi chúng ta sản sinh ra những người môn đệ thì tại đó có những người môn đệ mới được dấy lên lúc nào cũng vậy đó đừng bao giờ sợ rằng ô mình dấy lên mình huấn luyện nhiều quá họ sinh ra không có đủ tài trợ đừng nghĩ vậy đừng bao giờ nghĩ vậy tự nhiên khi họ dấy lên thì Đức Chúa Trời đã nuôi họ mình không cần phải lo gì hết không cần gì hết Đức Chúa Trời đã làm công việc đó vì đây là hội thánh của Chúa đây là công ty đây là hội thánh của Chúa và chúng ta có phần ở trong chi thể của Chúa để gây dựng thân thể của Ngài ở trong ân điển của Chúa thì đó là cách thức tốt nhất để chúng ta gây dựng công việc của Chúa và mỗi chúng ta phải hiểu về khả năng về những khả năng ta lên của chúng ta và chính khả năng ta lên đó chúng ta dấy lên ở trong công việc nhà Chúa một cách hiệu quả thì chúng ta lưu ý đi chúng ta là nhà truyền giáo thì dễ dàng lắm ta tiếp xúc để dấy lên ngày nhiều nhà truyền giáo nhưng với điều kiện chúng ta phải chấp nhận ở trong nguyên tắc cá nhân chúng ta với Chúa và cách mà chúng ta triển khai ra đối với những người khác vì nếu chúng ta không hỗ trợ những người khác thì vô ích nếu chúng ta có những cái tư liệu sách báo nào thì chúng ta hãy trao cho người bạn của mình đừng có mình trao lấy gì mình dạy cái này mình đang dạy mà mình đưa nó cái nó biết tẩy mình hết mình cứ gửi mình cứ nhận được cái gì mình cứ đưa cho người thanh niên đó mình cứ chưa đưa thế hệ đó làm gì để khuấy động lên để họ dạy lên để họ làm công việc của mình tốt lên hơn hiệu quả hơn đừng có ham việc nhưng mà biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn trọng chúng ta và Ngài cũng tôn trọng những người khác nữa không có ngôi sao sáng ở trong bầu trời đêm chúng ta không phải là ngôi sao duy nhất ở trong bầu trời đó mà Đức Chúa Trời này sẵn sàng chúc phước cho những người có tấm lòng ở chính mình này con mắt Đức Chúa Trời và xem xét khắp thế gian để giúp sức cho một mình chúng ta phải không có ai có lòng chọn là với Ngài có mắt Đức Chúa Trời và xem xét khắp thế gian không phải giúp sức cho một người mà là bất cứ ai có tấm lòng chọn thành với Chúa thì Ngài giúp sức cho và đó là một nguyên tắc và nếu mà chúng ta đừng bao giờ ôm công việc ô nghĩ là mình trao cái người ta làm giáo khu trưởng sao mình làm lính sao đừng có nghĩ như vậy thế hệ mới dấy lên là cảm ơn Chúa hãy ngợi khen Ngài đừng bao giờ nghĩ là mình nó nô lên đạo xuống để cho mình là lãnh đạo hoài thôi đừng bao giờ nghĩ như vậy đừng bao giờ nghĩ như vậy công việc Chúa nó vẫn phát triển có hay có không có mặt của chúng ta công việc Chúa vẫn phát triển và chúng ta biết rằng đây là hội thánh của Chúa chứ không phải bất cứ con người nào nên chúng ta cứ để cho Chúa di động cứ để Chúa làm việc và những gì chúng ta có hãy san sẻ ra những gì chúng ta có về khả năng trong sự giảng dạy về tư liệu về sách báo những gì chúng ta có hãy chuyển giao không có đừng có cố gắng gì hết và từ đó Chúa mới dấy lên những thế hệ theo sau để bước đi ở trong thánh quyền của Chúa đó là một nguyên tắc và nếu chúng ta không tuân thủ nguyên tắc này thì rất là nguy hiểm cho đời sống chức vụ của chúng ta ở đây nó cũng có chính hàm ý về các nguyên tắc trong sự quan hệ 145 người lãnh đạo nên biết rằng những người lãnh đạo mới có các ân tứ giống mình thường được thu hút đến với mình người lãnh đạo cũng nên thử nghiệm một cách không chính thức những người đi theo thân cận để tìm những điểm giống nhau so với sự kết hợp của các ân tứ của mình thứ hai người đạo nên làm gương bằng cách sử dụng ân tứ của mình càng với lời giải thích những dấu hiệu ban dấu ân tứ ấy và về cách ân tứ đó được thể hiện phát triển thứ ba người đạo dùng gương mẫu như một phương tiện ảnh hưởng quan trọng đang chứng tỏ uy quyền thuộc linh và lý do chính để người lãnh đạo có tiềm năng thu hút đến với những người lãnh đạo nhất định thứ tư những người lãnh đạo dùng gương mẫu phải biết rằng họ có thể đóng một phần hết sức quan trọng trong việc đưa những người lãnh đạo có tiềm năng thiếu theo gương mẫu phát triển thẩm quyền thuộc linh này
Thứ năm, lãnh đạo phải quen thuộc với khuôn mẫu phát triển thẩm quyền thuộc linh và phải được chuẩn bị để có những bài tập, những công tác khuyến khích người đưa những người tiềm năng đến cho khuôn mẫu đó. Thứ sáu, lãnh đạo cần phải đánh giá chính xác khả năng của những người lãnh đạo có tiềm năng. Thứ bảy, người lãnh đạo phải kêu gọi những người lãnh đạo có tiềm năng mới nổi lên bằng những lời mời gọi thích hợp, không quá cao cũng không quá thấp. Quá cao sẽ làm nản lòng họ, quá thấp sẽ làm cho họ không cố gắng vì quá dễ. Thứ tám, người lãnh đạo nên tìm cách để nuôi dưỡng sự nhận biết về mạng lệnh với những người lãnh đạo mới nổi lên dựa khả năng ân tứ và những sự tối luyện liên quan đến số phận. Thứ chín, người lãnh đạo phải nhận biết rằng Chúa thường sử dụng họ, những người mối tiếp xúc với Chúa trong đời sống lãnh đạo mới nổi lên, vì vậy họ cần hiểu thấu đáo sự tiếp xúc với Chúa quá trình tư vấn. Ở tại đây chúng ta nhìn thấy rằng những hàm ý về những cái nguyên tắc quan hệ trong sự lãnh đạo. Và có thời gian đang khi chúng tôi tới tại Bình Long để học Chúa, mỗi lần tôi khích lệ anh em truyền giáo, ai cũng than: thầy có xe Honda đi, tôi đâu có xe cả, tôi đi xe đạp mà. Họ rất tiền anh em không có xe đi xe đạp. Tôi nói tôi để xe Honda, tôi đi bộ anh em. Tại vì mỗi lần thiệt nguyện ai cũng than hết: ôi chỗ đó xa lắm, đường xấu lắm, ai cũng than hết. Nó tôi cắt xe, tôi không đưa xe, tôi đi bộ nè. Anh em đi bộ như thế nào? Tôi đi bộ đó, tôi bỏ xe đi bộ. Từ khúc này qua khúc nọ đi bộ không? Lần sau thiệt nguyện hết chúng ta. Hết chúng ta, họ thấy mình đi bộ được, hết chúng ta được. Đó mà. Và cái cách thức của chúng ta là như vậy. Chúng ta trong mối quan hệ, chúng ta cố gắng cầu nguyện gần gũi. Đó mà. Để làm sao chuyển giao những cái khả năng của mình và gần gũi, để rồi người ta không có cảm thấy có một sự phân biệt. Rồi hướng dẫn lãnh đạo như vậy. Và khi mà chúng ta hướng dẫn lãnh đạo, chúng ta phải hiểu rằng ở trong một cái đội, mỗi nào chúng tôi sau khi hướng dẫn chương nhân sự xong và đi qua để cầu nguyện cho một người phụ nữ để người này tin Chúa, thì người phụ nữ này do một cái người trưởng thôn mời đến. Và khi mà người trưởng thôn này tới nói là: bây giờ ông này cứ vô muốn làm gì bà phụ nữ đó làm, còn tôi đứng trong mà bà có quậy đó, bà vừa rồi bà phát cái con mang chết rồi. Nên thành ra là bây giờ là mấy thằng ma là không ai đụng hết, nhưng mà nhà nước đang khuyến khích dẹp mê tín gì ra, ông vô dẹp nó đi, coi là nằm ở trong đúng trong chủ trương chính sách đảng của nhà nước. Tôi nói rồi thì tôi vô tôi dẹp chứ. Tại vì họ nghe nói có Giêsu mạnh lắm, mạnh hơn tôi vậy. Vô là tôi dẫn nó một đội đi theo tôi, làm tôi vô nhắc tôi vậy. Tôi nói bà khỏe không, đập tay thật sự nó khỏe không, xã giao tôi cầu nguyện cái bà nhảy ra một cái, bà lui lại bắt đầu bà lui lại dạ dạ, tụi nó nổi lên kìa. Thôi, còn bị núi Mỹ thì nhiều ca rồi, mà phụ nữ đó là đầu tiên. Mà bà làm gì bà ú dữ vậy? Bà ú, bà giống như bà cha, bà kêu quân đội bà tới. Bà ú lên bắt đầu, da, người tụi rừng, tụi lưu lại. Nhưng dịch Chúa Giê-xu sẽ biết cái thầy bao phủ con. Mà tôi quay lại thấy mấy nàng cũng hơi trồn, bà hơi sợ. Nguyên một cái đội ra tôi chờ bà. Tới cầu nguyện tiếp tục. Bà sao cái bà ú, cái bà, tôi đang cầu nguyện cái bà lưu lại, quân một cái. 70 tuổi nha, mà tôi đứng bằng cái chỗ mà cái thầy Bình đang quay phim ở đây, muốn cái bắt một cái chú giống như con báo ở Lào rồi. Nó mới nhanh quá, tôi không kịp nữa chứ. Nhưng như Jesus Christ, bởi huyết ngày sau của con, thì bắt nhau tới một cái gần mà có lạ là giống như bức tường vô hình vậy. Ở gần chạm tôi nghĩ là ngay mặt rồi, tại cái móng, cái tay tới móng đó mà. Mà vô một cái tới đây, nó cứ đâm xuống một cái. Ồ, cảm ơn Chúa. Tôi cái lòng của nó không kịp, nhanh quá đi. Đâm một cái, rồi sao cầu nguyện? Cái tôi đang cầu nguyện bạn. Cái chú nói là con quay lại nhìn mấy người đi theo con. Tôi quay lại thấy mấy anh em đang cầu nguyện tôi. Ồ, đứng lên cái cầu nguyện. Đi cầu nguyện như cầu nguyện nó tới tiếng lạ ra hoàng nha. Cầu nguyện nó chứ. Cầu nguyện nó chào là đi cười. Tôi đâu phải là diễn viên đâu, đừng diễn với mấy ông coi. Tôi dạy là dạy, nhưng mà đi cái này là mình thành một đội chứ đâu phải tôi là diễn viên đâu. Tôi đâu phải là phim đâu, mấy ông đứng đâu coi vậy. Bây giờ một ai mà cảm thông với đức tin đi ra, ở lại đây là phải cầu nguyện liên ý với tôi chứ. Chú nói nơi nào có đâu mọi người hiện vô lại, chú có làm việc chứ. Đóng mở quyền năng của Chúa cho mấy ông tới cứ lui ra cửa, nói cầu nguyện kiểu đó mà không chi rồi, nó quay lại nó đợt cho mà thấy thả.
ra thì tôi nói vậy xong một số người sợ quá, nghe sợ quá đi ra, một số người làm nó phải lại tí rồi chứ không có luôn luôn tao phải nên tí là cùi. Và sau đó Chúa giải cứu hoàn toàn người đó, và sau ngay trong buổi chiều đó cả làng đó 300 anh người quay về với Chúa, nó giống như cái Jericho sụp xuống. Và không bao giờ tôi quên được cái giây phút đó, tôi đứng giữa làng khóc, nó lạy Chúa này là phải la ngài chứ mấy con. Rồi tôi khóc thì người ta chạy tới, ôi tôi tin Chúa, tôi tin Chúa, chạy tới người ta cầu nguyện. Tôi nói bây giờ về hết, người nào mà coi như chuẩn bị đầu tiên mà gom hết hình tượng để trước ra ưu tiên cầu nguyện trước, còn ai mà coi như là cầu nguyện tin Chúa cũng làm giá gì ai mà coi như làm trễ cầu nguyện tin Chúa sao, ôi nó có tủa ra họ la, họ la con cháu họ đi về. Rồi khi tôi vô cái thấy cái nhà quỳ sắp lớp, tại sao đó quỳ sắp lớp người già cả rồi bé nhỏ rồi quỳ sẵn á, một hình tượng đó. Tôi xong rồi, quên tôi xong rồi, tôi sẵn đó vậy. Rồi cô quỳ rất là kỳ vậy. Và như vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta dẫn những người đi theo đồng công của chúng ta cũng vậy, chúng ta chú ý với họ nữa. Chứ nếu mà chúng ta không chú ý họ cái họ lụm cái ở ngoài kia bắt ở ngoài kia rồi. Nên những người mà đi theo chúng ta phải chú ý họ nữa, à chúng ta phải nâng đỡ họ, khích lệ họ. Có thể là họ vậy nói nên nó không phải quay lưng chạy hào liền, cũng còn công việc có nghĩa là cũng có đứng như chút chứ không phải là nhìn cái là quay bỏ chạy cũng quá tệ nên không phải quay bỏ chạy mà cũng có công việc đó. Chỉ có cái thì nhiều công việc nó chiếm nhiều hơn tôi khác chút xíu thôi. Như vậy thì đứng tiền nó có nhưng mà nó hơi bị trồn trồn, nó hơi sợ sợ, nó hơi rợn rợn lắm à. Tại thật sự tôi cũng bị cho anh ơi, là tôi cũng bị rợn rợn mà nó làm ra là mình nó hiểu rồi đó. Mình đừng có la hỏi liền khích lệ và nói về thẩm quyền, cái uy quyền mà Chúa ban cho. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái đội hình khăng khít với mình trong cái sự hợp với Chúa. Và đó cái quan hệ trong cái mối lãnh đạo đó là điều rất là quan trọng. Và tại nhiều khi người ta khi mình đến thì người ta nghĩ rằng mình giống như ông vua mà mình giống như là cái ông gì đó, mình dạy được thì mình làm được, họ đứng nào coi mình không, đừng làm như vậy. Có nghĩa là khích lệ để làm sao tất cả chúng ta là một với nhau và chúng ta hiểu như là một đội hình, để rồi từ đó cái mối quan hệ thiết lập một mối quan hệ hỗ trợ, hỗ tương lẫn nhau. Vì nếu mà chúng ta làm tất cả, chúng ta tính làm tất cả thì lần sau họ không có dám cầu nguyện khi mà không có chúng ta. Họ nghĩ rằng có mình ở đó thì quyền năng nó bày tỏ đây, còn mình không có đó không có cái gì xảy ra. Mình phải khích lệ họ rằng trong cái mối quan hệ mình phải giúp đỡ những người khác, đó là không phải Đức Chúa Trời chỉ ban cho người lãnh đạo mà thôi, chỉ ban những người trong chức vụ thôi mà cho tất cả mọi người. Đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta phải quan tâm. Một ngày nào khi tôi đến cầu nguyện cho một cái ở trong thành phố này bị tà linh ám, và cái cô gái này ở trong có 18 tuổi, rất là trẻ, Phật giáo, cả gia đình là Phật giáo, mà người Hoa họ thờ cúng đủ thứ hết trơn. Và cô gái này bị tà linh nhập và bị nặng đến nỗi mà đưa đến chùa Hòa Thánh Tây Ninh gì đó, đủ thứ, có nghĩa là cái chùa chiền nào mà nổi tiếng ở trong miền Nam là đi tới hết. Và cô này thì mập lắm mà không có giờ ăn cơm, từ giỏ lớn không ăn cơm, toàn ra mà đường lượm mấy cái gì bậy bạ mà mập u à. Và sau đó thì có một người tín hữu gần bên nhà đó nói về Chúa, nói là ồ Đức Chúa Trời giải cứu được, nó được chứ. Và sau đó thì chúng tôi và một số anh em đã tới, và tôi kêu mẹ và người chị đó làm chứng về Chúa Giêsu, và đang chỉ làm chứng như vậy, hai người là nói về Chúa Giêsu rồi đang chỉ làm chứng như vậy, tôi nghe tiếng chân các bạn không đứng lên, chạy đi, nó gì nó quản, nó biết cái gì ra, nó chạy đi, nó nào rồi, chạy đi. Tôi quay lại, tôi thấy tóc tai bù xù, bự thiệt là bự, chạy ra, gái mà tóc tai rồi, móng tay rồi cái đó, chạy ra thì tôi cũng nhanh quá, tôi ngồi không biết gì, như nhân viên sụp đất, đi bộ, cái đang chạy làm gì giống rất là tự nhiên. Cái vụ này á, mấy ông lại chùa vậy là con Di Lão ca sa bị xé rồi, chạy thấy mồ luôn đó. Cái này hay, tôi nói gì đâu, tôi là dân Chúa Giêsu mà. Chứ nói tôi dân danh ông Lê Minh Đức, nước vô thì khen tôi. Này là tôi nhân danh Chúa Giêsu, mắc gì khen tôi chứ, khen lộ rồi. Nó như vậy thì tin của cái danh Giêsu uy quyền quá. Tôi nói uy quyền vậy có muốn tin Chúa không? Nó tin liền. Ai người quyền sẽ tin Chúa. Bạc bờ, kéo hết xuống. Đổ. Chúa xong rồi. Tôi tin Chúa xong rồi. Hay ghê. Cái bà nó quậy là ngồi xong, cái con nó quậy là, tôi nói, ai, vô đây. Và sao tôi vô cầu nguyện,
vô sao có một cái giường giả bộ đã quậy vậy chứ, giả bộ ngủ đam trang giống như cô gái. À, tôi dở một mình thò tay đắt tay mới ngồi ra tay ra, nam không được đụng nữ. Nam không được đụng nữ, tôi nói mày nó nữ mà mày là quỷ. Cái mà nhảy dứt vô cái tôi nói mở mở mồm ra mà cái mồm á mà mẹ nó chạy ra cũng mồm lên đặt tay mình nó quá kêu hả lên đấy, bắt đầu nước của mình tràn ra, ui già nó thú gì đâu mà thú, mà nó tràn mà cứ hả khẩu miệng nó cái nó ra ra ra, cái bà mẹ cũng nhanh nó dùng cái mền vô, nó dùng cái mền ra nó hứng á, ồ nó tràn ra còn còn mình bắt đầu kinh nghiệm rồi sẽ cứu. Ồ sao đó mà mẹ nó lại với con, ồ hay quá tụi tôi cứ giờ không miệng được không, rồi nó khoan đã từ từ rồi ra hướng dẫn họ sơ sơ lời chúa vô để cầu nguyện, cái họ cũng đặt tay mình nhớ danh Chúa Giêsu tôi truyền mày ra cầu nguyện la lên một tiếng, a hay quá hay quá, ồ danh Chúa hay quá. À cái tự nhiên ngay lúc đó họ nghĩ rằng à họ có một uy quyền nào đó, họ chứ không phải là riêng mấy ông thầy ông sư, tại vì họ là người ngoại mà họ nghĩ rằng chỉ có mấy ông thầy ông sư nó gọi là người bên kia họ gọi là gì có gì linh hả? À có giống như linh à, nhưng mà mình tạo mối quan hệ đó là mình thiết lập mối quan hệ và dĩ nhiên mối quan hệ đó trên lời Chúa chứ không phải là trên cái lời khuyên nhủ xuông của mình, trên lời Chúa để khích lệ họ ở trong mối quan hệ, ở trong cái mối tương giao một cách chặt chẽ về cái uy quyền, về cái uy quyền. Và có như vậy thì tự nhiên khi mà mình có hay không các bạn ở đó thì dân sự của Chúa vẫn bình an, vẫn rất là ổn định. Amen. Nên cái phim việc mà chúng ta trong tư cách lãnh đạo thì chúng ta phải hiểu vấn đề rằng Đức Chúa Trời đã lãnh đạo thánh và chúng ta phải cầu nguyện làm sao mình đừng có bao giờ trở nên một Đức Chúa Trời thứ hai. Điều đó nguy hiểm lắm vì Đức Chúa Trời không bao giờ chịu đứng dậy, không bao giờ chấp nhận điều đó. Nên chúng ta đừng nghĩ là mình ngôi sao sáng ở trong cái bầu trời có mình có công việc không mình đó. Và chúng ta luôn luôn ở trong một cái trạng thái chuyển giao chuyển qua giống cách Chúa Jesus Christ. Và đó là lý do mà tại sao Chúa Jesus khích lệ các môn đồ các ngươi sẽ làm được công việc ta làm mà lại làm việc lớn hơn nữa. Đó là cách mà Ngài khích lệ chứ không phải nói phía đưa ta chuẩn bị về với cha rồi không có ta không đi chết. Nói vậy thì ông này sao ông đi chết thì quá phải không ông dân à. Tao ở đây với ngươi đói tao phá bánh cho em mai mốt tao đi về cho ngươi chết đói luôn. Nói vậy thì ông này ông cũng làm gì được khích lệ không chẳng khích lệ gì hết, nhưng mà chú nói gì các ngươi sẽ làm được việc nào làm hoặc lại việc lớn hơn được khích lệ. Đó là cái tư cách của Chúa Jesus Christ trong việc khích lệ cho việc lãnh đạo là như vậy. Ngài chuyển giao không những bằng lời của Ngài, bằng đức tin, bằng sự nâng đỡ để nổi những người họ rất là kém cỏi, những người trong bản tánh họ nhút nhát lắm nhưng mà họ vẫn vững vàng vì cớ có một sự chuyển giao đúng mực, một sự chuyển giao đúng mực. Và quý vị phải lưu ý rằng khi quý vị ra khỏi địa phương của mình mà địa phương đó thì nó xịt xuống một cái có mình là có nhớ, không mình là không nhớ nguy hiểm. Chúng ta biết rằng công việc hướng dẫn lãnh đạo chúng ta đã đang và không tốt. Nên trước dịp vừa rồi có một số người điện, ô chú Đức ơi cho tôi về địa phương tôi hướng dẫn bà thánh, không có tôi bà thánh không nhiều chứ còn gì nữa anh em lãnh đạo kia vậy, có anh em bà thánh nó nhớ không, có anh em bà thánh không nhớ, anh em lãnh đạo kiểu gì vậy, như vậy anh em Đức Chúa Trời chứ không phải là Chúa nữa. Phải tập cho dân sự của Chúa là không có mình hay có mình nó cũng vậy, anh em vẫn tin kính Chúa, vẫn thể hiện được uy quyền quyền năng thì đó là lãnh đạo tốt từ Đức Chúa Trời. Còn khi mà chúng ta có mặt thì công việc nó chạy, không có mặt công việc đứng lãnh đạo thôi. Và như vậy hội chúng không phải là ở dưới sự lãnh đạo của Chúa Trời mà ở dưới sự lãnh đạo của quý vị. Nếu quý vị không có thì mà thánh mới mới ngưng, đúng không? Đúng không? Đúng. À, nên chúng ta chú ý rằng có hay không có mặt chúng ta, hội thánh vẫn là thánh thì nó mới là sự lãnh đạo, đó mới là sự lãnh đạo uy quyền thẩm quyền của Đức Chúa Trời cho mọi chúng ta. Và như vậy mỗi chúng ta phải chuyển nhiệm trong việc dấy lên những thế hệ kế thừa chúng ta không có nắm và
của Chúa mà lắc, mà nhắc, mà giúp, giống như là gia cớ vậy. Cho đến khi nào chúc phước, cho đến khi Chúa làm. Amen không? Ngài có thể khiến đá trở nên con cho Abraham. Huống gì chúng ta có những nhân sự nó tốt hơn mấy cục đá. Ngài không thể hiến lên một người hầu vì Chúa hay sao? Phải không? Ít nữa cho hỏi em làm gì không có người. Rất là nhiều người, rất là nhiều tín hữu. Hãy cầu nguyện rằng triển khai những khả năng chúng ta lên tốt nhất từ ở trong những người đó. Nó phát huy, nó triển khai, nó lộ ra những khả năng. Trước đây em đã thấy là mình cũng vậy đó. Mình cũng vậy là mình cũng bình thường. Nhưng Đức Chúa Trời dấy lên. Và hiện giờ biết bao nhiêu người giống như mình như vậy. Và cần Đức Chúa Trời dấy lên công việc như này. Và mỗi chúng ta trong cái lãnh đạo khám phá, nâng đỡ, khích lệ và chúc phước cho điều đó xảy ra. Đừng bao giờ sợ. Đừng bao giờ sợ là người lãnh đạo là mình thất nghiệp. Không. Đừng bao giờ có một cái tư tưởng lạ lùng như vậy. Đức Chúa Trời chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời. Và Ngài đã lãnh đạo lắm. Nó thành ra Ngài có một chương trình tốt lành nhất cho dân sự của Chúa, cho họ của Chúa. Và nếu chúng ta không chấp nhận theo nguyên tắc của Chúa, Ngài loại chúng ta luôn. Giống như những người ở trong đất nước, họ bội tín, họ không tin, Chúa sẽ làm gì? Ngài không có thế hệ để bước vào Canaan mà không. Ngài loại tất cả thế hệ vô tín đó đi, để chỉ có những thế hệ tin cậy Chúa mới vào Canaan mà thôi. Ngài loại tất cả lứa tuổi già cả mà vô tín loại sạch hết, bước vào Canaan chỉ có những lứa tuổi tin cậy Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay cũng vậy, ở Canaan thuộc linh cũng vậy. Mà nếu chúng ta là những người hướng dẫn, những người lãnh đạo, mà chúng ta thiếu đi cái sự trong cạnh Israel và chúng ta sợ người khác hơn mình, thì rất là thiện chiến của Israel. Và đạo quân đó đang khi họ xâm nhập của Canaan, toàn bộ tất cả mọi người Canaan run sợ khi nghe đến quân Israel, cái đó run sợ. Vì đạo quân của Israel quá thiện chiến. Vì có lý do họ đã trải qua 40 năm trong đồng vắng mà. Họ thiện chiến lắm. Họ cưỡi ngựa như là cưỡi xe Honda của mình bây giờ vậy. Họ đi và rất là hung dũng, mạnh lắm. Và bây giờ với một vị tướng hướng dẫn những người lính thiện chiến như vậy, Đức Chúa Trời Ngài dạy họ trong việc hãm thành, trong việc chiến thành Jericho. Và tôi biết là thành Jericho rất là kiên cố. Cái vách thành Jericho, cái vách thành Jericho, người thị nữ khác làm nhà ở trên cái vách thành. Nhà mà làm được trên cái vách. Người ta nói rằng cái vách thành Jericho, cái xe, hai cái xe ngựa để chạy trên vách thành. Có nghĩa là để họ điều quân á. Cái thành nó lớn, cái vách thành rất là lớn. Cái vách thành của mình, cái vách tường bao của mình bao lớn? Bao lớn, xe chạy được không? Đi bộ là cũng chắc là khó rồi, nên một người đi thôi. Rất là mỏng, mà cái Jericho này. Tại hồi xưa cái vách thành nó là cái nơi giữ. Cái vách nó bị phá là coi như thành mất. Nó là làm kiên cố lắm. Và bây giờ Đức Chúa Trời này dạy về cách hãm thành đối với lại một người lãnh đạo Joshua. Mình nói điều gì? Các người hãy dàn quân ra. Tất cả không? Vâng. Làm gì? Dạy gì? Đi mấy vòng? Mấy vòng. Cứ mỗi ngày đi một vòng. Cứ mỗi ngày đi một vòng. Đến ngày thứ bảy thì sao? Đi mấy vòng. Không được nói chuyện nha. Khó không? Nói ông này nông dân, nói ông dễ ông khoái cái trời, không đánh đấm gì phải quá. Mà chúng ta hiểu rằng đây là những người lính chiến à. Tôi không hiểu lý do làm sao mà Giô-sê thuyết phục được những cái này, nghe trong rất thật, đó là khó. Giô-sê cái cách khó nhất là Giô-sê đã thuyết phục cái này. Ồ, mấy cái này nó, ủa, đánh đấm cái gì lạ thế? Đánh đấm gì mà cứ đi, sáng nào cũng đi vòng đi về. Mà không được nói chuyện nữa, tức không được chửi. Còn trên thành nó chửi mình. Ơ, cái thằng kia bánh gì kỳ mày, cấm là bà đi vòng đi về, nó bụng mà vô đây cho ăn miếng nè, chọc quê. Tức cái thằng nó chọc quê xuống. Nó chửi mình mà mình không chửi được nó, tức không? Không, im lặng đi. Đi một vòng về. Tối nó thế nào cũng ngồi lại, cái đầu tám chuyện. Đi, nào giờ mình chưa bao giờ từ nhỏ lớn, đánh cái trận nào, nó kỳ cục vậy. Cứ đi vòng vòng để ta chửi đi về, kỳ vậy. Vậy là ông Dương Xê này, ông biết lãnh đạo rồi, không? Mà, ông không biết lãnh đạo rồi. Ông không có cái kế là không có mưu gì. Ông xào xạo, nó đi có chờ hướng dẫn, đi vòng vòng vòng. Đi vậy rồi mai mốt, cứ đi 7 vòng vậy. Rồi mình đi, mình phải ăn, để uống, lương thực đâu còn.
mình đi xa tới lương thực mà ăn hết vậy rồi họ nó chàng nó đánh mình là mình thua. Nhưng mà trong tư cách của Giô-sê, ông phải thuyết phục, ông nhận được từ nơi Chúa, ông thuyết phục và để dân chúng nghe. Đó là vấn đề khó. Thuyết phục làm sao những người lính phải tuân thủ như vậy, phải bỏ cái cũ đi, bỏ đi để thiết lập một cái vấn đề mới. Và cái vị trí lãnh đạo đó nó khó, nó dễ đâu. Thuyết phục làm sao những người lính tiền chiến họ không có sử dụng vũ khí nữa, nhưng mà chuyển lại đức tin, chuyển lại đức tin nữa, ngứa dẫn người lãnh đạo như vậy. Và Giô-sê phải làm công việc như vậy, phải hướng dẫn giúp đỡ họ ở trong mọi công tác, ở trong mọi vấn đề như vậy. Mà đến ngày thứ bảy cho đi mà đi làm, và đến cái dòng thứ bảy, giá trận thứ bảy, tất cả mọi người làm gì? La lớn đi mà khỏi chèn luôn, thành nó sẽ sạch thử. Ngày hôm nay phải không? Họ nói rằng cái âm thanh cộng hưởng có thể làm sạch bất cứ gì hết. Nhưng mà ngày hôm nay có một điều lạ xảy ra là khi người ta khảo cổ cái ngành khảo cổ ở tại Jericho, thì thấy rằng cái thành Jericho sụp xuống nó không phải là từ ngoài ướp vô mà từ trong bật ngược ra, nó bị sập xuống bằng cách là từ trong bật ngược ra, sập ngược ra, có một cái lực gì đó từ bên trong phá đi. Khảo cổ đó thì đã vẫn thấy là quyền năng của Đức Chúa Trời là một quyền năng, và làm sao để chuyển lại đức tin của chính mình nhận từ Đức Chúa Trời và đem đức tin đó đến với những người khác. Và đó là mức độ thành công, đó là mức độ thành công của người hướng dẫn, của người lãnh đạo. Rồi khi Môi-se cũng vậy, Môi-se hướng dẫn dân sự của Chúa đi trong lòng ông ta, chính ông phải có đức tin, có sự can đảm mà phải truyền sự đức tin can đảm tới cho dân sự của Chúa. Lỡ khi đi giữa nên nước ấp lại sao, phải không? Nước nó dựng đứng mà nước biển mà nó dựng đứng lên, lỡ khi mình đi vô giữa cái nước nó buồn buồn, nó ấp xuống chờ. Như vậy thì không những Môi-se đức tin mà phải tất cả ông nói như thế nào để 2 triệu người Israel đi theo cũng là đức tin giống như ông như vậy. Đó là vì nó không phải là những người lính chiến không, mà trong đó có đàn bà, có con nít, có những người mà già cả, và làm sao thuyết phục tất cả đó, tất cả đều phải đi xuống biển đỏ, tất cả đi xuống biển đỏ như trên đất khô. Và đó là vấn đề khó, và trách nhiệm của Môi-se hướng dẫn lãnh đạo phải truyền tải, phải hướng dẫn, phải làm điều đó. Và đó là những đức tin của người lãnh đạo cần có để giúp đỡ dân sự của Chúa trong mọi vấn đề. Và dĩ nhiên vấn đề quan trọng then chốt nhất trong đó vấn đề đó là người lãnh đạo phải rất là nhạy bén ở trong hướng dẫn của Thánh Linh của Chúa trên đời sống của mình. Trang 48, năm chữ B ở trong cái lãnh đạo. Đây là năm chữ viết tắt của chữ cái của tiếng Anh. Đó là chú ý những việc quan trọng, khen ngợi, khiển trách, thưởng cho kết quả tốt, nâng cao chức vụ. Và đó là những cái chữ B ở trong cái văn bản tiếng Anh. Ở trong cái việc mà chúng ta, trong cái vấn đề mà hướng dẫn người khác, thì chúng ta cũng phải chú ý rằng vì lãnh đạo chúng ta thì nó phải có những lời khen, khích lệ đối với những người khác. Nó giống như ở trong Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2, câu 7, câu 8 và đoạn 11, 12, câu 3, đoạn 3, câu 8. Phaolô nói rằng, tôi đến bên em giống như người bố yêu thương, có lúc khuyên lên, nay xin em ăn ở, xin em cứu trẻ. Có những lúc mà Phaolô nói là ông giống như người cha, nhưng có lúc ông nói là ông đến giống như người mẹ. Có coi cho nó chưa? Địa chỉ nè, Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2, câu 7, câu 8, giống như người mẹ. Còn đoạn câu 11, câu 12 là giống như người cha. Có những lúc ông rất là cương quyết, những lúc ông mềm dịu. Và với tư cách người hướng dẫn lãnh đạo, chúng ta học tập giống như Chúa và giống như Phaolô cũng vậy. Có những lúc mà chúng ta phải rất là mềm mại, khích lệ trong sự của Chúa, có thể khích lệ thưởng họ, có thể thưởng có phải gì vật chất. Ví dụ người này đáp đúng câu thánh gì, vỗ tay thì giàu cũng thưởng như thế đó. Có lẽ người đó cũng chắc uổng quá biết gì tên cái lưu nó cho lò cho đã. Lúc bây giờ không có biết vậy, không có thể nào mình nói vậy được. Tại đức tin mình tới đâu thì Chúa sẽ ban cho tới đó. Khải tượng mình tới đâu, Chúa phước ở đó. Nếu khải tượng ta, ô lạy Chúa, xin cho ban con một nhóm tới bằng 10 người. Được, Chúa cho như vậy. Khải tượng đến như đó, Chúa cho như vậy khải tượng. Mới đầu 1 người, năm sau 2 người, 10 năm sau được 10 người. Khải tượng mình tới đó thôi, Chúa cho tới đó thôi.
Thái từ bên mức độ nào Chúa cho mức độ đó. Amen. Và như vậy thì ước ao gì chúng ta hãy có một hãy từ ao ao, hãy lên cao và chúng ta nhìn ở đâu thì Chúa sẽ ban chúng ta như vậy trong cái hãy từ, trong sự ao ước của chúng ta. Amen. Amen. Và để chuẩn bị cho tất cả điều đó, chúng ta phải hướng dẫn với một cái thế hệ kế thừa mồi nở tại Argentina. Họ cầu nguyện lạy Chúa, xin Ngài đổ mưa xuống trên chúng con, xin đổ mưa cho họ có uy oai. Và ngày kia Chúa nói rằng các ngươi cầu nguyện mưa mà các ngươi đã chuẩn bị đồ chứa chưa? Chúa biết chúng bây giờ chứa là cái gì? Chúng trang bị những con người của Chúa. Và sau đó Ngài sẽ đổ hỏa lửa này xuống tại Argentina. Thì ngày hôm nay nguyên cái khu vực trong Mỹ Latin, tại Brazil và nhiều quốc gia khác, một cơn thương ban mai đã đang lan tràn. Như vậy thì cái việc mà có những con người đến với trời là việc rất là quan trọng. Và việc của chúng ta những người dẫn đạo cầu nguyện để có con gặt đến ở trong cánh đồng của chúng ta. Và điều cuối cùng, 51, trách nhiệm của người lãnh đạo. Nếu mà chúng ta là người dẫn lãnh đạo mà chúng ta trốn trách nhiệm thì đó là một cái rất là vô trách nhiệm. Vì cớ chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời Hội Thánh về bề chiên mà Chúa Giêsu đã mua bằng chính huyết của Ngài, trong Công vụ 20 câu 28. Chúng ta người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, đòi hỏi chúng ta trong việc chịu trách nhiệm cho các sự chọn của chúng ta tạo ra, trách nhiệm cho việc chúng ta cảm thấy như thế nào, trách nhiệm cho những người điều chúng ta nghĩ, trách nhiệm cho những điều mà chúng ta làm, trách nhiệm về mục tiêu, định hướng và nhìn vào thắng. Chấp nhận rằng chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác vì những quyết định chúng ta đưa ra, chỉ trách nhiệm trong việc chúng ta là ai, trách nhiệm để khởi xướng hay là thay đổi. Là người hướng dẫn lãnh đạo thì trước mắt chúng ta phải chịu nhiệm trước mặt Chúa và chịu trách nhiệm trước Hội Thánh khi mà có sự việc xảy ra. Lúc ấy ta rồi ôi lúc ra công việc tốt hơn mà phải ao không làm dở quá chứ mình làm gì không được. Mình phải chịu nhiệm đầu tiên, mình phải chịu nhiệm đầu tiên. Và tất cả mọi đây là hướng dẫn trọng ạ. Ví dụ chúng ta nhìn thấy rằng ở tại một số quốc gia khi có vấn đề xảy ra về phương diện tai nạn giao thông thì ông bộ trưởng về giao thông từ ông lên từ chức, ông không làm, ông không chỉ biết làm chuyện đó nhưng mà biết trách nhiệm là ông có công việc làm huống gì cho Hội Thánh. Tại đây tôi không có nói anh em từ chức hay làm cái gì, là chức vụ của anh em đến với Chúa Trời. Tuy nhiên chúng ta phải can đảm chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và trước mặt nhân sự nếu có một sai sót nào xảy ra và được đổ. Và đa khi chúng ta làm việc chung với nhau thì cả một đội hình đó ông chịu trách nhiệm. Amen. Cái đó ồ bữa đó tại không có tôi hợp nên mấy ông phải làm thất bại, có tôi được không ạ? Đừng nói vậy. Hay tại bữa đó tôi không đi truyền giáo nên mới vậy, còn có tôi truyền giáo thật. Nghĩa là trách nhiệm chúng ta là trách nhiệm chung với mặt Chúa vì chúng ta là đồng một chi thể lẫn nhau. Và Kinh Thánh đã cho tôi biết vào quyển 2 Kinh Thánh dạy rằng nếu mà một chi thể nào đau thì những chi thể khác cũng quan tâm, và nếu một chi thể nào ca ngợi thì cả cái thế khác đều vui mừng. À, như vậy thì chúng ta đó là cái thái độ mà lời Chúa dạy ta là vui với vui mà là khóc với cái đó. Đó là cái phần trách nhiệm chúng ta trước mặt Chúa chung với nhau, và đó là thái độ đúng của người. Và như vậy thì hướng dẫn hay lãnh đạo Hội Thánh của Chúa đó là một trong những cái khuôn mẫu mà chúng ta bước đi ở trong lời Chúa, trong ánh sáng của Chúa chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta có một người lãnh đạo kỳ diệu, đó là Jesus Christ, là đấng mà chúng ta phải noi theo, đấng mà chúng ta phải bước theo và làm việc. Và mong rằng cuốn bài này sẽ là cuốn bài mà giúp đỡ chúng ta nhiều ở trong cái đời sống chức vụ của chúng ta. Và chúng tôi sẽ cố gắng có những cái bài rõ hơn, tại vì cái tập bài của các em thì thật ra thì cái về những cái nhóm của họ đã không đúng chúng tôi nên nó bị lem. Thật xin lỗi quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng có những cái mỗi cái hàng chúng tôi sẽ gửi từng bài cuốn rõ hơn để chúng ta có thể về để tư vấn. Và thứ hai nữa là về cái ngân sách chúng ta cũng không có phong phú nên tôi in hai mặt, nhưng mà khi chúng ta về địa phương sẽ gắn chúng ta lên một mặt thôi. Để chúng ta tối về chiên mà Ngài đã vua và kiếm huyết của Ngài, Ngài trân trọng về chiên lắm, Ngài yêu thương về chiên, Ngài trân trọng về cha chúng ta. Và đến ngày cuối cùng Ngài nói rằng kìa bầy chiên đẹp đẽ mà ta giao cho ngươi đâu, kìa những người hướng dẫn lãnh đạo mà ta giao cho ngươi đâu. Và chúng ta hoàn trách nhiệm với Chúa bằng Chúa về những người, về những bầy chiên mà Chúa đang đã giao cho ngươi. Yeah.
bên Ngài giờ này ngự trên ngôi cao quyền năng. Chúa đấng nhân từ thương xót, Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian. Ngài quăng xa đi bao buồn đau. Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc cha thánh, cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho cha nhân từ. Nguyện lửa thánh linh phân hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng. Xin linh cha con đầy tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin cha yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi. Linh cha tuôn đầy lời chân lý cha ban ra, xua tan đi đau thương nước Chúa cha ngự lên. Chúa ơi xin phân hưng chúng con giờ này, lời Ngài đổi thay con. Chúa ơi xin nước cha đến cha trên ngôi cao quyền năng. Chúa đấng nhân từ thương xót, Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh.